Hồi mẹ còn nhỏ, cái ông ngoại em làm cái nọc cấy á, cũng chặt cái nhánh cây á. Đừng mình cấy lúa xuống mình nhét sơm xuống rồi nhét cọng mạ xuống á. Này về chút cho nó nhọn là được. Xin chào các anh chị các bạn. Bữa nay thì có cậu Nam mình lên phụ mình làm cái clip á. Đào đất sắn đất ở dưới đắp lên clip cho nó bằng cho nó đẹp với dì Sáu. Cậu Nam với dì Sáu là lên sáng mình đưa anh rảnh rồi mình chạy về nhà mình làm cái cây này. Mình chạy lên một lát nữa mình sẽ làm cái cây này nè để mình trồng bắp. Cậu Nam với dì Sáu thì đang sáng đất ở trảnh, một chút xíu nữa mình lên trảnh mình ghé tiệm mình mua hộp bắp để mình trồng luôn. Hộp bắp hình như người ta có ấy thuốc hút sẵn không hả mẹ? Nên mình đâu có không có cần phải trộn thuốc nữa. Vậy là được rồi. Vậy ha, cái mình sơm xuống vậy nè, mình sơm xuống vậy là mình dục hộp bắp vô được rồi, không cần lắp lại. Xin chào các anh chị các bạn. Bữa nay thì dì Sáu với lại cậu Nam của mình á thì sẽ phụ mình là dùng cái clip lên cho nó bằng. Ê, cho nó bằng cái clip cho nó bằng nó đều. Xong rồi ở phía dưới này thì mình sẽ tính trồng cây này bậy bạ, cây kiểu như hoa màu đồ bậy bạ. À, ở phía này, bên đây thì mình có trồng mấy cây nha đam 60 cây. 60 chậu á, mỗi chậu 1 cây. Mà mấy cây này sao mà mình không biết tại sao, là do nó nắng nhiều hay là do sao á, mà có cây thì nó cây bự thì nó còn qua nổi nha, còn cây nhỏ nhỏ nó bị vàng vậy nè. Không hiểu là do nắng hay là do phân tươi hả. Tại này mình có để vừa cát vừa phân dê, mà phân dê thì phân dê còn tươi chưa có quay. Uống nước đi. Ủa dì Sáu với cậu Nam ăn bánh rồi phải không dì Sáu? Dạ. Dạ. Hồi nãy đem cái phích nước lên đây cho cậu Nam với dì Sáu mà quên đem cái ca, rồi ca đâu dì Sáu uống hay gì sao? Dì Sáu rửa ca. Hả? Nước đâu dì Sáu rửa? Chứ ăn cắp mấy nước đó. Hả? Nước không, nước đó rửa. Dạ. Đó. Ở trong đây là phân là để bao 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 dài dài trong đây nè, nhiều lắm. Dì Sáu ơi, ở dưới đây mình trồng bắp được rồi sao? Được con. Con mua hồi nãy con mua hộp, mà con mua hộp mà không có bắp Mỹ, có bắp nếp không à? Bắp nếp cũng ngon. Dạ. Mua bắp nếp thì cái đó là mình nấu mình ăn, cái bắp nếp chỉ mềm dẻo nha. Dạ. Nó lên mà điều cát này nó nhỏ nhỏ dễ hiểu con ơi. Ừ. Dễ, dễ nhỏ mà dễ sắn phải không cậu Nam? Hả? Dễ sắn phải không cậu Nam? Dễ hiểu à. Bị cát á. Chứ gặp đất thịt thì mình khó nha. Dạ. Đất thịt thì nó khó, còn đất cát nó dễ hiểu à. Nó xếp chảo à. Hồi nãy giờ hết hết phân nửa luôn mà nãy giờ cậu Nam với dì Sáu làm. Từ hồi sáng giờ 9 giờ mấy rồi. 7 mấy tới 7 rưỡi tới 9 mấy mà được phân nửa rồi, nhanh thiệt chứ. Nhanh hả? Dạ. Bị nó xốp đó con. Nó cát nó xốp chứ mà gặp đất thịt là nó cứ ngắt rồi, mình lại hơi khó. Cậu Nam, ở dưới đây phân dê mà phân dê mới không à? Nó chưa quay rồi mình làm sao cậu Nam ha, mình để vậy? Bây giờ hả chưa quay thì mình để cho nó gõ gõ một chút, nó quay rồi mình hả tạm con. Dạ. Mới sợ trồng nó không ngon á. À. Tại vì bữa hẳn con trồng có mấy cây cà tím kìa. Cái đổ phân vô mà nó sựng lại, xong rồi giờ nó mới mọc mọc lên á. Bị gì mới tinh nó tầm tỉ không ngon. Để cho phân nó quay rồi mình trồng mới ngon. Dạ. Con để cho nó gõ gõ ba cái chất đó cho nó phân nó quay lại rồi hả con hả sao con hỏi cái anh kia thì anh bán phân á.
Thì ảnh nói là bây giờ em lấy cái mua cái bao cái mũ đen á, cái màn bọc nông nghiệp á, cái đó gọi là vậy á, em bọc lên thì cái đừng cho mưa nữa, đừng cho mưa ướt, nói chung là làm cho nó khô á là nó quay, mà không biết phải vậy không à. Nói vậy hả? Dạ. Còn bỏ trong cái bọc á. Hả? Bỏ bọc ở dưới có lũng lỗ á nha. Dạ. Nó cho nó rõ. Rõ rồi nó quay thành. Vậy là đúng rồi á. Vậy thì con lấy cái màn bọc con đập bọc lại cho đừng có mưa ướt. Cái nó bị nó rõ xuống. Ừ. Ừ. Con giờ như cái bao vậy con lấy cây con trọt ở dưới mé đít. Cho nó gõ xuống, gõ trên lấy con xuồng đậy lên. Dạ. Đậy lên đừng cho mưa vô á. Dạ. Vậy tại vì cái này lỡ bỏ đất rồi. Cho nên là giờ phải đậy lại. Đậy cái trong đây nè cậu Nam. Có bỏ cái này rồi hả? Trong mô này là bỏ hàng dài luôn á. Vậy bỏ rồi. Vậy bỏ rồi nắng vậy bữa nó quay gì con. Ăn thua gì đâu. Không ăn thua gì hết cậu Nam. Cậu tưởng nó còn trong bao như lần kia. Bỏ rồi đâu có nhầm gì. Bỏ rồi nó tự nó nắng về, nắng dội xuống rồi tự nó gõ xuống rồi con trồng thì ngon lành. Tại hôm nay mưa nhiều quá chị. Hồi đó sao con cuốc mà không nói người ta làm hơi khích xích lại, con làm vậy hơi thưa, hơi lãng phí đất. Coi cái rỗng nó bự quá trời á. Nó lãng phí đất mình á. Theo cậu Năm làm 6 hàng luôn hả cậu Năm? Đúng rồi, nãy gì sáu con sáu nói vậy. Nói là cái này đủ rồi vậy. Nói cái này theo làm lại 6 hàng mấy phải. Con này sao thư quá. Này con làm 5 hàng. Làm hơi thư rồi. Đây, mình xuống đây mình cho các bạn coi. Đây là cây đậu bắp. Cây này là cây đậu bắp. Còn mấy cây này là cây cọ. Hố ra. Nghe mấy cây đậu bắp ở dưới đây nè. Ngay bên đây có cây lá sam. Cây đậu bắp hởm mà. Đây nè. Mấy cây này là hởm mình với lại Phương Anh á. Gieo. Chắc nhỏ lộn rồi quá. Ôi hình như có sâu. Hình như cái đậu bắp có sâu. Ai đây. Con sâu này. Đây con sâu đây. Con sâu đỏ. Được gieo được một bịch mà lên được mấy cây đó. Đây, này. Còn cây này là cái bí rợ. Đây bên đây nè các bạn. Đây cây cà tím nè. Cây cà tím này á, bỏ hởm á, mình mua là người ta ương sẵn thì nó có 2 lá thôi. Xong rồi mình trồng xuống thì ở dưới đây là phân dê. Phân dê tươi á, phân dê tươi mà mình mua cái thứ bỏ xuống cái clip này nè. Trồng cà tím xuống nó sựng lại. Nó bị sựng lại, không biết là do phân hay là do mình không có tưới nước, tại vì này nay tháng mưa mà mình không có nước nữa, mình chưa vô nước. Thì không nước tưới thì cũng mưa nắng thất thường. Nó sừng lại bây giờ nó tốt lên rồi nè.
nên mình trồng chục cây. Đây. Đây. Đây một cây. Đây bên đây. Đây cây. Dì Sáu ơi. Mấy cây cà tím này được rồi dì Sáu. Đỡ hơn hả mẹ. Nó hết bị sừng lại rồi. Hết bị sừng rồi nhưng mà ít bữa sợ nó có sâu, mấy cây cà đậu bắp phía dưới có sâu rồi. Con ngâm á. Con ngâm bắp không có tổn có kiến. Không nó ăn mọng hết. Không, tại vì hồi đó con nhớ con mua cái hộp bắp cao sản thứ bắp cho gà ăn á là người ta có ngâm cái gì hồng hồng á. Còn giờ cái hộp bắp này trong bọc không biết có ngâm không à. Đâu hỏi người ta có ngâm. Nó không là nó ăn mọng hết trơn hả? Dạ. Yeah. Ớt vô vậy. Tại này cát á nó không có bằng được như đất. Ăn cái mì không sao, mưa cái nó bằng à. Đây có cây đậu. Hộp đậu này là bữa hổm còn sót lại, cái này là F3 rồi đó. F3 cái bớm rồi các bạn. Đúng rồi, cái này là do nắng quá nè. Mình mới trồng mà nó nắng quá. Mình đẩy nó lại rồi bây giờ nó tỉnh này. À cái này người ta có nhúng sẵn này sao? Ờ nhúng sẵn màu tím á. Dạ. Tím là. Nó viên rau. Đây cái hộp màu tím nè các bạn. Này. Người ta có ấy thuốc vô, nhúng thuốc vô rồi. Thuốc này để chắc để cho con ngày con kia đừng ăn. Đừng ăn đó. Với lại nó mọc lên đều. Thôi thưa nó mập. Dạ. Giờ mình trồng bắp nhưng mà bắp này là bắp nếp chứ không phải là bắp Mỹ. Hồi chứ sáng bắp này bắp này nữa nó ra làm sao? Dạ hồi sáng này con mua mà con mua bắp Mỹ không có. Để về mau ha. Dạ. Hồi đó dì tỉa nó lên dữ lắm lên mà biết sao đất cát nó bị phèn á Dung. Ừ. Chết trơn. Nó lên mà nó chết. Hồi nhỏ con còn nhớ là hồi con 5-6 tuổi vậy á, học lớp 2, lớp 3 gì á, là nhà con trồng nhiều bắp dữ lắm. Một vườn mà hái còn mấy bao luôn á. Rồi cái mẹ con á, hái vô xong rồi chặt. Con nhớ con là con có chặt. Con chặt xong rồi cái mẹ nấu một nồi nó bánh tét á. Xong rồi cái bưng vòng vòng sớm bán. Bưng hồi đó bán chục gì đó, chục 16 trái hả gì sao? Chục 16. Dạ. Giờ chục 14. Dạ. Chục 14. Còn thành phố chắc bán trái quá à. Còn ở chợ bây giờ á các bạn thì ta không bán trái, người ta bán ký. Bắp sống là bán ký. Còn chứ không bắp chín cũng bán trái, 10.000 ba trái gì đó. Chứ cũng không có bán theo cái kiểu mà bán chục nữa. Nhớ hồi đó đi theo mẹ sách đi vòng vòng đi qua tới bà Ba Bí bán nữa gì sao. Mình trồng mình chỉ chẻ nó vậy là đó, chỉ chẻ bỏ xuống rồi cái mưa ha tưới cái nó tự nó lắp lại hả các bạn. Mình ở đây dùng ngoài người ta cài luôn á, dùng mướn mới cài nhỏ á. Dạ. Cài luôn cái người ta đậu cũng vậy, người ta bỏ rã thưa vậy đó. Chứ không có trồng kỹ như mình đâu. Tại đất người ta mười mấy chục mẫu mà cũng nghĩ sao mà. Mấy chục mẫu với làm từng hộp vậy đâu được. Đâu được. Biết nào rồi. Tại vì á ở trên đây nè thì con tính cái clip này thì con tính trồng nho nhưng mà bây giờ con chưa có trồng. Con để cho phân nó quay lại, con để mấy tháng nữa. Phân nó quay lại con mới trồng thì bây giờ á là
mấy cái này thì bỏ uổng quá, bỏ là cỏ nó mọc, cho nên là con trồng tỉa đồ hàng bông bậy bạ đồ ăn chơi, thì con lựa cái nào mà dễ trồng, ví dụ như đậu bắp, đậu bún, bắp, cái nào mà nó dễ trồng á. Nhưng mà bây giờ cũng chưa có nước nữa, tại vì con vô nước hổm nay, con đăng ký con vô nước hổm nay rồi mà người ta ký hợp đồng, người ta lại người ta khảo sát rồi, nhưng mà người ta chưa có lại người ta kéo nước cho con, thì ta kêu chừng một hai tuần nữa người ta mới lại, chừng nào có nước thì con mới trồng thằng bông được chứ. Nên bắt cái mình kêu người ta nói lại liền. Dạ, ta chưa lại liền, có quen biết thì lại liền. Dạ có nước thì dễ trồng, còn giờ hắn mưa, nhưng mà có khi nắng, khi mưa thì nắng một ngày thôi là nó đã lên cát, nó đã khô vậy rồi, ở dưới thì nó ướt, ở dưới thì ướt nè, trên thì nó khô. Này là cái cây mà nhà con hay làm để tỉa bắp nè, tỉa bắp với tỉa gì ta, hồi đó con nhà con cha con làm cái cây bự hơn cây này để tỉa hộp sầu riêng, để hộp sầu riêng thì cũng đâm xuống vậy, quăng hộp sầu riêng xuống, nhưng mà đâm xuống bụng này nhiều không thì sao, cũng nhiều ạ, cũng nhiều. Đây. Hồi nãy con tưởng đâu là người ta không có trộn ba cái màu này vô, chứ không biết màu này là màu gì hả con, hay dạ cho cái là nó ăn cái gì thôi. Dạ. Ủa mà sao con thấy mấy hộp kia nó không để, mà chỉ có hộp bắp nó để thôi. Tại bắp thì cái hay ăn, bị cái mầm nó ngọt. Dạ. Bắp với đậu phộng. Đậu phộng là đậu phộng dễ ăn lắm. Dạ. Bữa hổm con trộn gren thì nó không ăn. Hay gì sao? Đâu có ăn đâu, thì mình làm đó. Dạ. Chờ mưa xuống thì trồng cũng bấp bênh lắm. Mưa nắng thì cũng bấp bênh, thì con chờ người ta vô nước, người ta vô nước, mà chờ người ta vô nước vô điện. Hổm nay cũng hơi lâu, hổm nay cũng cả 3 tuần hơn, 3 tuần hoặc 1 tháng mà người ta chưa có tới. Phải quen á. Phải quen là kêu có mặt liền, trong ngày là có nước à. Mấy cây nha đam thì con đem vô cái lùm này con để rồi, để cho nó mát. Đây. Mấy cây đậu bắp này là con trồng ở chỗ này là đất nè, nó còn ẩm, người nó mới sống nè. Còn bữa hổm cũng cấy ở trên chỗ đó cát này nè, nắng quá chết hết trơn luôn. 16 à, thấy lộn lộn. Mong là nó sống. Trồng bắp ăn bậy bạ đâu hay gì sao? Để có ăn cũng được. Ủa mà dì Sáu ơi, bắp mà để ăn trái non á, là mình thấy non mình lãi hay là làm sao mà nó được trái non thì sao? Hay là mình lãi cái bông của nó không có hữu phấn được? Mình lãi bông của nó. Vậy hả? Lãi bông bỏ hay sao? Vậy là nếu mà mình ăn trái thì mình ăn trái luôn. Ăn trái luôn, còn mà không ăn trái thì để non vậy. Dạ, là lãi bỏ hết bông luôn. Dạ. Ủa bỏ hết bông thì nó ra nhiều trái đó hơn hả? Phải không vậy sao? Ừ. Ra nhiều trái bắp non hơn. Còn nếu mà mình để trái thì nó ra cây chừng 1-2 trái à. Ừ. Dữ lắm là 2 trái à. Mà con thấy người ta để cây mà 1 trái á, cái trái nó mập lù à. Bự mà dài nữa. Dài bự. Còn để 2 trái thì có bắp dụng. Ừ. Để 2 trái có thể là nó có bị súng găng. Tại vì cái nuôi cái đây, có con trái nó nuôi mập hơn, cũng như người ta có đứa con thì nó nhiều hơn, nó nuôi nó đầy đủ hơn nhiều đứa hết. À. Cái mình mẹ nó nuôi, ví dụ nuôi 1 trái con này con để cho mẹ nó nuôi nó 2 trái thì nó phải mất cái dinh dưỡng của nó lại. Dạ. Đâu có gì. Như người ta nha mà. Bắp này dễ trồng lắm các bạn.
bắp thì bỏ xuống đất cát, trồng thì tưới nước, thì nó lên khoảng gan rồi mình tưới phân. Con nhớ là hồi nhỏ cha con làm gì đó, tưới phân. Đoàn bông vậy nó lên nó bỏ nó dời bắt đầu nó tưới phân. Dạ tưới chừng một giá, con thấy cha con pha cái gì con không biết, nhưng mà con thấy là múc giá chế vô gốc, con nhớ là vậy đó. Đương nhiên phải vậy rồi con, phải vô chân nó. Vô chân nó hay sao? Con không vô chân nó bầm đất nhuyễn, vô chân ở trên. Không vô chân nó ngã. Chứ được không mà nó chừng nào nó bắp thì con phải vô chân nhiều, nhưng mà đoàn bông thì con vô hơi mỏng mỏng cho nó mập thôi. Chứ nó đâu có ngã hay gì đâu sợ. Cái này con gieo rồi nó lên thì chắc cái đậu bắp nước cũng vô chân, cũng vô chân nó luôn á. Dạ. Này cái này mình đem mấy cây nha đam vô nhà để thử coi cho nó lấy lại sức rồi mới đem ra ngoài. Tại phơi nắng quá cái nó bị vàng giống cây này nè. Vàng giống cây này. Rồi cái hãm mình che thì cái đọt nó xanh lại rồi. Cái đọt này nó xanh lại rồi. Nó bị vàng á. Giờ sáng về sao nó dám cháo sao mà. Dạ. Đọt này là dì Sáu hái rau muống cho mẹ, đem dì mẹ trồng. Xong rồi các bạn. Giờ thì mình đĩa rau ăn bậy bạ thôi, chứ chưa có trồng liền. Đó, che mấy cây nha đam lại rồi. Che lại hết để nó nắng quá. Mai mốt mua gì tỉa tép đi không? Dạ, để con coi gì dễ, con tỉa gì sao? Coi đậu bún rồi vô le nó có 50 ngày à con. Dạ. Nó có 1 tháng rưỡi mà là nó đã trái rồi. Nó nhanh dữ lắm luôn. Để ít bữa con mua. Cái này chắc phải ươn rau quá. Dưa leo hả? Ươn không gì sao? Dưa leo ươn gì con? Hỏi ươn hả? Hỏi. Vậy thì mình thôi vậy coi chừng nào có nước thì tẹt. Có nước con thì tẹt. Vậy khỏi ngâm khỏi gì tao hết. Vì tỉa sống không à, ta dặn vậy á. Dạ. Để nguyên học vậy để phân rồi để nó xuống rồi nó tự nó lên. Ồ vô leo nó dễ vô lắm, nó dễ lên như đậu bún hơn đậu bún đó. Mà con lựa vô leo mà cái ruột nó nhỏ. Mà dài vậy nè, mình dội lội vô leo giống bây giờ. Dạ. Đó thì Sáu tỉa dài vậy nè. Mà cái ruột có chút hà, dạ nó ngon lắm. Con biết rồi, cái dưa leo đó chắc là dưa leo hứa tâm siêu thị với gì sao? Dạ. Nó dễ lắm. Và để hậu thì con tỉa à. Còn mấy thì ngâm đêm sáng ngày chắc nước và tỉa luôn. Muốn không để khô vậy á. Vậy chắc nước vậy rồi em tỉa luôn. Thôi cần lên mọng tân để nó lên mọng mình tỉa không kịp, nó mọng nó bò dài dữ lắm. Dạ. Mấy cái to này là còn dư nè. Bữa hôm bữa mình để nó tính làm sao mà giờ còn dư quá chừng. Đây còn mấy cây nha đam. Cây nha đam này là của cô Sáu. Ủa của mợ Sáu kế bên cho đó. Cho cô Sáu cho tới một đống như vậy lận. Mình trồng 60 chậu đó mà còn dư như vậy nè. Rồi ít bữa Phương Anh cho nữa. Ít cái thằng đệ bữa con mua cái chậu này, thằng đệ nói mua ở đâu, nó biết nó gửi. Cái con nói con mua tên Chợ Lách lận. Mua ở đây cũng có. Cái nói chậu này trồng ngon nè. Chậu này trồng lâu lắm. Cả 2 năm phơi nắng cả 2 năm á. Chợ Lách á, bên đó người ta trồng cây rất là nhiều, còn với mình không có trồng cây nên mình ít có bán người ta bán không chạy nên người ta không có lấy. À. Còn như ở tên từ Bá Giác đó là người ta trồng cây người ta bán dữ lắm. Bán đang tên cho vô chậu cây đó. Đi. Dạ. Chị Sáu ơi. Bỏ cái bịch này đi vô mai mốt lên chút nữa. Lên nhỏ nữa. Dạ. Nhỏ đi người trồng. Còn cái bọc này xách ra. Con muốn mình xách ra. Chiều lên đây mần tiếp. Nhưng mà chiều thì mình dọn
đất ở ngay trước này thôi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.